Thưa quý vị, 9 tháng năm 2022, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong cơ quan nhà nước của tỉnh hoạt động ổn định. Công tác triển khai sử dụng tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên hệ thống một cửa điện tử đạt hơn 99%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%. Tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt gần 100%. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử đạt 94%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 311.500 hồ sơ nộp trực tuyến, trong đó mức 3 có 76.300 hồ sơ, mức 4 hơn 235.000 hồ sơ. Tỉnh triển khai kết nối hơn 870 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 với cổng dịch vụ công quốc gia, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cổng dịch vụ công của tỉnh cũng kết nối với các nền tảng thanh toán PayGov với các trung gian thanh toán như Viettel Pay, VNPT Pay, Ngân Lượng, Pacho, phục vụ đa dạng nhu cầu thanh toán cho người dân.